Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Hôm nay Sang sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng sản phẩm loa di động xách tay khá là nhỏ gọn, cũng tương tự như những cái dòng sản phẩm loa di động trước đó như là Passion 2 mình đã giới thiệu cho mọi người. Thì đây sẽ là một dòng sản phẩm loa di động xách tay đến từ thương hiệu Sumiko. Thì nếu mà những ai chưa biết về thương hiệu này thì mình cũng thông tin luôn, đây là thương hiệu Singapore nhưng mà phân phối trực tiếp ở Việt Nam là nhà hãng 3 sao nha mọi người. Đó, 3 sao trực tiếp phân phối và cái dòng sản phẩm này bảo hành hiện tại là 1 năm. Đó, thì ở đây mình đang có hai phiên bản, đó là cái phiên bản Sumiko Bella 4 12 và cái phiên bản lớn hơn là cái phiên bản Sumiko BTS 52. Đó, hai size cho mọi người có thể lựa chọn. Tại sao mình lại lựa chọn cái dòng sản phẩm này cho mọi người? Tại vì thật ra mình thấy với cái dòng sản phẩm này nó có thiết kế khá là nhỏ gọn, đa dạng về màu sắc cũng như là cái giá thành của nó hiện tại đang rất là tốt. Đó, với những khách hàng nào mà chưa muốn đầu tư cho mình một cái bộ karaoke cao cấp á, thì mình có thể lựa chọn những dòng sản phẩm này dễ hát, màu sắc đẹp, nhìn khá là thời trang. Đó, chúng ta có thể làm quà tặng hoặc là mua về để làm decor trang trí nhà vừa có thể hát. Đó, mình thấy rất là hợp lý. Ok, thì để cho mọi người có cái nhìn tổng quan cụ thể hơn về cái dòng sản phẩm này thì mình mời mọi người cùng theo dõi đến video nha. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ review về cái thiết kế bên ngoài của hai cái dòng sản phẩm này để cho mọi người có thể có cái nhìn trực quan nhất đối với sản phẩm. Mà cameraman tiến lại gần để cho cho mọi người có thể thấy được rõ sản phẩm ha. Đây mọi người, đây là cái con Sumiko Bella 42 ha. Và đây là cái bản BTS 52. Mọi người có thể thấy được là cái con này cái kích thước của nó bự hơn nhiều so với con này. Đó. Thì mỗi con nó sẽ có một cái ưu điểm riêng, không có gì phải là đáng lo ngại. Ở đây mọi người có thể thấy được thì bên ngoài, phía bên ngoài lo thì vẫn như những cái dòng sản phẩm lo di động hiện nay trên thị trường, vẫn là cái thiết kế với một cái hàng nút volume ở phía trên nè. Đó. Cũng được mạ đồng, rất là nhìn nhìn cũng rất là sang ha. Cái này thì nói chung thì hiện nay trên thị trường rất là nhiều dòng sản phẩm đã làm theo cái dạng này rồi. Đó. Và ở phía bên ngoài nữa thì mọi người thấy được cái chất liệu vỏ của con này nó là bằng da và một mặt lưới đan xen. Đó, một mặt lưới đan. Đó. Lưới này cũng rời cũng như con ba ra mắt y chang không khác gì. Nhưng mà đặc biệt ở cái con này thì nó lại khác nha. Ở đây mình cực kỳ thích cái con Bella 42 này bởi cái thiết kế lưới đan của nó nhìn nó rất là đặc biệt. Đó, nó không có giống như những dòng khác, nó nhìn vô một cái thích liền. Đó, thiết kế này từng đường đan rất là chỉnh chu và tỉ mỉ. Đó, ở đây rất là đã nha, rồi vô rất là xịn. Con này mà để cho các chị em mà chụp hình selfie hay là để làm decor trang trí nhà thì rất là đẹp. Đó. Đó, đẹp không thôi cũng chưa đủ, thì nói với cái con này á, bên ngoài nó cũng vẫn được bọc một lớp giả da. Đó, cái này không phải là da thiệt đâu, cái này là cái dạng giả thôi, sờ vô rất là mịn. Và điểm đặc trưng ở cái dòng sản phẩm Sumiko này mình thấy á, là nó sẽ có bốn cái góc. Đó. Nó được ốp bốn cái góc bảo vệ. Vậy. Thì theo như mình tìm hiểu á, thì bốn cái góc này á, không, nó tổng cộng là 8 góc chứ. 8 cái góc này nó ốp vô á, nó sẽ bảo vệ, nó cố định cái khung lo. Đó, như mọi người biết thì với chúng ta sử dụng những cái dòng sản phẩm lo đóng như thế này nè. À, một thời gian á thì đánh nó sẽ có thể về lâu về dài nó sẽ có thể bị nở ra. Đó, thì bốn cái khung này nè, 8 cái khung này nè, nó sẽ cố định cái lo chúng ta lại, nó giữ lại cái form dáng của lo một cách tốt nhất, không bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì nó còn bảo vệ cho lo, nhiều khi các bạn có thể là va đập gì đó thì nó cũng có bảo vệ những cái góc cạnh này của lo, tránh bị móp méo. Rất là hay. Và thêm một chi tiết nữa ở đây mình thấy á, ở cái con Bella 52 này nè, mọi người thấy nè, nó cho mình hai cái đồ để đựng micro như vậy, đi đâu cứ để micro vô rồi xách đi thôi, không có sợ lạc. Còn con Bella thì không có, nhưng mà ở cái con Bella này thì nó có cái lỗ thông như đó mọi người. Cái lỗ thông này, con này nó lạ hơn so với những dòng khác ha. Thường thường mình thấy cái lỗ thông hơi thì thường họ sẽ đặt ở đâu, họ sẽ đặt ở phía sau, nhưng mà riêng cái con này nó đặt ở phía bên hông. Cái này không biết là nhà hãng họ có tính toán gì về góc độ âm học hay không mình không có biết, về cái góc độ cộng hưởng hay không mình không biết, nhưng mà cái điểm đặc biệt này mình thấy cũng hơi lạ. Cái này không biết là chuột nó có vô được hay không.
nó thông vô thẳng vô đây là nhiều không biết là chuột có vô được không, nên đâm ra là nhà ai có chuột nên cẩn thận xíu hả. Ngoài ra phía sau này mọi người thấy là nó đâu có cái lỗ thông hơi đâu, riêng cái con này thì nó làm lỗ thông hơi phía sau. Con này thì mọi người đặt ở cái góc tường nè, nó có thể giúp cho chúng ta tăng thêm cái giải lô nhờ hai cái lỗ thông hơi này đó, cũng như cái con này nên cẩn thận chuột đó. Tiếp đến mình thấy được nè, có sự khác biệt ở hai con này một cái nữa nè, cái quai à. Con này thì làm cái quai sách giống như những cái dòng sản phẩm loa di động hiện nay thị trường ha. Đó, Bassan 2 cũng có cái quai sách, nhưng mà Bassan 2 thì cái quai của nó làm bằng dạng bằng nhựa các bạn, còn con này thì nó làm chất liệu tốt hơn xíu. Đó, cái này chắc nhựa giá da luôn quá, nhưng mà cái chất liệu nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó sang hơn. Đó, riêng cái con Bella này nó là một cái điểm đặc trưng về cái thiết kế bên ngoài, nó làm cho mình cảm thấy là con này nó khá là thời trang. Cái dây sách bằng da à, da này dây sách bằng da ha, rất là chắc chắn nè, khi mình đi chơi á mình cầm như này bạn đó, nhìn nó thời trang lắm, nhìn nó như những cái con ma sò vậy đó. Đó, đi thời trang rất là đẹp nha. Đó, điểm đặc biệt thì mình thấy là mình thích con Bella hơn so với con này, con này nhìn nó hơi cứng đó, thì nó sẽ phù hợp cho những ai mà dạng thích cái sự mạnh mẽ cứng cáp, những cái anh nào thích cái độ chắc chắn thì xài con này, còn nếu mà ai thích cái sự phong cách một xíu thì mình xài cái con Bella này. Bella này đặc biệt nó có 4 màu cho các bạn lựa chọn nha. Đó, ở đây em đâu rồi, đây nè, trên đây nó có cái thùng nè, thì nó sẽ có những cái ra màu như là màu đỏ nè, màu vàng, màu tím và màu xanh. Mình thích màu nào thì mình chọn màu đó, tùy theo cái không gian nhà của chúng ta. Ví dụ nhà của chúng ta tông màu sáng thì mình lựa chọn những cái tông màu nào mà nó trầm lại xíu để cho nó hòa quyện vô cái căn nhà của chúng ta, trở nên nhìn nó cân đối hơn. Đó, này tùy theo cái gu thôi, mình không có nói, thì gu mình thích màu vàng. Mình thích màu vàng hơn. Ok, thì ở đây nó nói về sơ qua về cái thiết kế bên ngoài rồi, thì bây giờ thì mình mời cameraman lại gần xíu để mình nói về cái con này ở cái phần giải nút. Thì nói về cái con này thì khác hơn xíu so với một số dòng như Passion, thì nó sẽ không có cái phần vợt. Riêng con này nó có cái phần revert của mic nè. Đó. Cái phần revert của mic này thì thật sự nó giúp cho chúng ta hát sẽ tròn tiếng hơn. Đó. Và cái vợt nó sẽ giúp cho giọng hát chúng ta bay bổng hơn, mềm mại hơn. Đó. Ai mà thích ngân nga thì revert này nó sẽ bổ trợ rất là nhiều ha. Và hầu như mình theo như mình đánh giá thì hầu như khách đi tìm các dòng loa di động người ta cũng chú trọng một xíu về cái phần reverb này, người ta đi tìm để mà cho nó bổ trợ giọng hát của người ta. Đó. Về cái phần khác như là echo, delay, treble, bass của phần mid thì mình thấy cũng như mọi thứ cũng bình thường như mấy cái dòng khác thôi, nhưng mà riêng cái này có reverb nha mọi người. Đó. Và phần mid, bass, treble, volume đây. Riêng ở cái con này nha mọi người, ở một cái điểm đặc biệt nữa là cái thằng volume này là volume nhạc độc lập, nó không quyết định cái volume của thằng mic. Đó, thằng mic này riêng nè, cái volume của thằng mic này riêng nè, mình tăng giảm lớn nhỏ mic này riêng nè, còn cái volume này là cái volume nhạc nè, nó riêng nữa nè. Đó, mọi người lưu ý ha. Riêng thằng Passion thì nó có nguyên cái volume tổng của master, mọi người chỉnh hết ở hàng bên này thì qua đây mọi người tăng tổng master nó sẽ lên đều. Đó, bây giờ thì mình thấy được là bên này cũng vậy nè, bên này vẫn là y chang như vậy và nó có cái phần reverb không khác gì hết. Hai con này y chang. Về công suất thì hai con này cũng y chang nha mọi người. Về công suất thì con này theo nhà hãng đánh giá là 100W, con này cũng đánh giá là 100W, Bella 42 cũng 100W. Nhưng mà với cái thiết kế như vậy, mình sẽ nói thêm một xíu về cái phần công suất. Tuy là nhà hãng đề ra 100W cho hai con này luôn, nhưng mà về cái thiết kế nó sẽ quyết định bởi cái độ lớn SPL. Đó, thí dụ như con này 100W nhưng mà với cái thiết kế form nhỏ nhắn như vậy nè, đó, cùng với SPL nó nhỏ thì nó sẽ ra công suất 100, nó không bằng so với con này. Con này SPL lớn hơn, thiết kế to hơn, bass sâu hơn thì nó ra công suất nó sẽ khỏe hơn với công suất 100W.
Đó, nó là như vậy đó, để cho mọi người có thể nhìn nhận đúng về cái phần công suất này. Không phải công suất lớn là được, phải coi cái công suất với cái STL bao nhiêu và cái size lo nó bao nhiêu. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến cái phần mặt sau của hai cái con này. Thì mặt sau của hai cái con này y chang nhau các bạn đó. Về bo y chang nhau, không khác gì hết trơn. Nó chỉ khác một cái là hai cái con này cái lỗ thông hơi nó nằm ở phía sau, còn con này nó nằm bên hông thôi. Khác nhau điểm ở đó thôi, chứ còn về thiết kế phía sau y chang nè. Đó, vẫn logo nè, mọi người thấy cái logo này là biết ngay Singapore rồi ha. Đó, thì ở phía sau này thì cũng là cái nút mode nè. Mode để mình chọn chế độ. Đó, ví dụ mình chọn chế độ Bluetooth ha, sau đó mình sẽ bấm vô cái nút mode này. Đó, còn tiếp này là cái nút qua bài nè. Đó, nút bao dừng lại, có một cái ngõ này là cái mic drive. Cái mic drive này thì cái chức năng của nó y chang cái ngõ docking ở trên một số cái dòng loa hiện nay thị trường như là Astrovoice hay là JBL á. Cái ngõ docking này tức là khi mà mọi người nói chuyện thì nhạc nó sẽ tự động nó nhỏ lại cho mọi người nói. Đó, sau khi mọi người ngừng nói thì nhạc nó bắt đầu nó tăng lên. Đó. Tiếp đến thì cái ngõ boost, thì cái ngõ boost này là cái ngõ để mình tăng thêm cái phần âm trầm của loa. Nó như là cái ngõ gọi là tiếp thêm năng lượng cho nó đó. Cho nó sâu hơn, bass nghe nó sâu hơn, nó chắc hơn, nó mạnh hơn đó. Thì ở cái con này nó có cái HDMI luôn nha mọi người. Có HDMI cho mọi người cắm luôn đó. HDMI này là HDMI âm thanh nha đó. Ngõ USB, Optical, Audio In, Audio Out. Audio Out thì để cho mọi người có thể câu thêm một cái con loa khác qua cái ngõ này. Đó, thêm một cái lo để cho nó tăng hiệu suất lên. Còn dưới này thì cái chỗ để báo mức độ pin thì cái con này theo như nhà hãng đề thì mức độ pin nó sẽ chơi được khoảng tầm 8 giờ cho cái mức âm lượng khoảng tầm 50. Đó, 8 giờ cho mức âm lượng tầm 50. Đó, thì đó nói về cái ngoại quan bên ngoài của con Sumiko. Con Bella y chang nhau các bạn thấy nè, cũng vẫn là những hàng nút mà mình vừa review ở bên con kia, không khác gì hết. Thiết kế là nhỏ hơn thôi đó, về thiết kế cái cũ lo nhỏ hơn thôi. Và cái công suất thì nó vẫn để là 100 rịa mét đó, 100 rịa mét nè. Nhưng mà rịa mét 100 này thì nó trên cái con này thì nó sẽ nhỏ hơn so với con kia ha. Đó là điều tất nhiên rồi. Còn một cái điểm nữa quên nói cho mọi người, đây mọi người lưu ý nha. Cái này là cái ngõ này thì mình thấy nè, xài nguồn 220-240 nha mọi người. Đó, nguồn input đầu vào là 220-240. Và cái con này nó có chỉ có chế độ là tắt mở thôi, và xài là xài pin thôi chứ nó không có cái chế độ xài nguồn. Ở bên cái con Passion 2 mình nhớ là nó có hai chế độ DC và AC luôn, còn riêng con này nó không có cái điều đó, mọi người lưu ý đó. Và cái con này thì mình thấy ở đây nhà hãng có tặng cho chúng ta thêm một cái remote nè mọi người. Ở con Bella với cái con Sumiko BTS52 đều được tặng cái remote như thế này. Thì có cái remote như vậy thì mọi người có thể dễ dàng thao tác ở từ xa tốt hơn, dễ hơn đó. Mọi người chọn cái chế độ chuyển ngõ này kia, rồi tăng giảm âm lượng này kia, nó cũng tương đối nó dễ dàng hơn so với những dòng khác. Và đặc biệt hơn thì nhà hãng còn cho chúng ta thêm cái bộ micro à. Mỗi một con lo như vậy thì sẽ có hai cái tai micro. Thì đối với cái con Sumiko BTS52 thì nó có hai micro để đây rồi đó. Riêng Sumiko Bella 42 thì nó cho chúng ta cái này đó. Sumiko Bella 42 thì cho chúng ta một cái hộp như vậy để chúng ta đựng để đi chơi, bỏ vô đó. Con này hiện tại chưa có túi nha, để chắc ít bữa nữa phải nghiên cứu cái túi để cho mọi người có thể dễ dàng mang đi chơi đối với những dòng sản phẩm này đó. Ok, đó về ngoại quan bên ngoài của sản phẩm. Thì bây giờ mình sẽ test thử chất âm của hai cái con này thực tế cho mọi người trải nghiệm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biệt bóng dương. Kiếp tay ta cùng sống, mà sống anh khéo đông đô vừa tròn câu hát. Anh cũng mang một khung u sầu, mà sống anh chợt kinh khoan mây đồ thuyền hoa. Chuyện lần dốt xe anh chia thuyền, một nhịp bước môi thương chân truyền. Người gối mai, người bên tay than lòng cố nghĩa. Người hờ hững đến mấy cung đường, chẳng về với anh nữa cung đường. Thao lão thứ, xin đừng kịch biệt ấm dương. Ok mọi người, thì sau khi mà hát thử Bella 42 và BTS 52 thì mình thấy hai chất âm của con này y chang nhau, không khác nhiều. Tuy nhiên, ở cái phần BTS 52 thì cái dải low mic của nó sẽ dày hơn xíu so với Bella 42. Bởi cái thiết kế của nó, mọi người thấy được thì nó cũng bự, nên đâm ra là cái phần low mic của nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì ở cái tầm giá, con Bella này khoảng tầm 5.6 triệu, còn con này khoảng tầm 6.9 triệu, thì mình thấy chất lượng như vậy là quá tốt rồi mọi người. Chúng ta có thể lựa chọn dòng sản phẩm này. Cái dòng sản phẩm này nó ưu điểm một cái là cái chất âm của nó khi mà mình hát á, nó sẽ sáng tiếng của mình, nó giúp cho mình cái giọng mình nó bay bổng hơn. Kết hợp với cái reverb của lo, nó sẽ tạo nên nhiều cái hiệu ứng khá là hay ho đối với dòng sản phẩm này. Hiện tại thì sản phẩm Bella 42 và BTS 52 của Sumiko đang có sẵn tại Thiên Vũ. Nếu mà mọi người quan tâm, hãy đến ngay showroom 779 Trần Đạo, phường 1, quận 5 để trải nghiệm thử sản phẩm. Nếu mà mọi người chốt thì sẽ có giá tốt ưu đãi đặc biệt dành cho mọi người. Yên tâm, hãy đến ngay Thiên Vũ nha. Ok mọi người, nếu mà cảm thấy video hay hãy bấm like, share, subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha.